Bây giờ là cái chuyện này thì chị rất là mong bây giờ là chị lo được ít tiền, chị gửi em cầm giúp chị. Bị ngay thôi mà nào, đừng có đứng cầm đỡ. giúp chị Thư Quấy đi. tiền với. Thôi ra bao đồng tôm đấy đâu. Làm sao loạn toàn thẳng vấn đề đi. Thật sự là cái số tiền này chị rất là khó khăn chị mới có được. Nên là có được cái là chị muốn chị mang cho em luôn. Thôi bây giờ em cầm chút cho chị chút chỗ này xong rồi là tôi em viết hộ chị đơn kiện. Tôi không cầm đâu. Thà cái tiền này bà cầm nuôi thôi nuôi Ngọc. Bà đi, tôi không cầm đâu. Có 50 triệu này không đủ tôi tiêu một ngày. Đi chưa? Còn á, tôi không cần tiền này đâu. Tôi chỉ cần muốn thằng Kiên đi tù thôi. Còn bà hôm trước bà đánh ai? Thôi Ngọc bà ơi, đừng có tưởng là hôm nay linh máu hôm khác lại đánh người khác đâu, bà nghe chưa? Thôi Ngọc ơi, xin Ngọc đây. Cầm lấy tiền có gì rút đơn kiện thả Kiên ra giúp Tư với lại bắt cung với nhá. Tao nhận tiền tao nhớ rút đơn kiện đâu. Ô kìa, ô thế là thế à? Ngọc ơi, Ngọc ơi, mẹ rồi bà ơi, thế là mất hết rồi. Chen xôi dẫm lên nhau, lỡ sau mai này bạn lỡ lầm lạc bước, tôi đây cũng không nhớ trước cho bạn yêu lẽ xong cuộc đời. Bây giờ ấy, bạn gọi điện cho con Ngọc ấy sang đây ấy, rồi bạn đưa tiền cho nó, biết đâu nó nghe lời mình nó rút đơn kiện thả kia ra thì sao? Nhưng mà tôi chỉ sợ là nó không rút đơn kiện thôi. Nó muốn Kiên đi tù ấy. Cái gì nó cũng thế mà chị. Bạn phải hiểu là gọi một mình sang đây con đi nó ham tiền mà. Biết đâu mình nói nó nghe lời thì sao. Bạn cứ gọi nó sang đây. Khổ, tôi cũng thấy chán quá thôi. Chỉ sợ là bây giờ nó không rút đơn kiện ra mà Kiên nhà tớ mà đi tù á, thì con tớ mai sau đẻ ra không có bố khổ thân chúng nó ra ấy. Bạn cứ gọi thử nó sang đây xem nào, để cứ gọi nó sang đây thì tớ bạn nói chuyện với nó rõ ràng xem như thế nào. Để tớ gọi nó xem. Đi làm sao đây? Alo Ngọc à? Ừ Ngọc ơi, chị bảo chị Thư đây. Ui cái bà này gọi tôi làm cái gì? Ngọc ơi, chị bảo chị muốn nói chuyện với em sang nhà em nói chuyện với chị một tí được không? Tôi không có rảnh đâu mà nói chuyện với bà đâu. Bà đúng không mà kiểu lịch bợ hay gì nữa. Không, chị không định bợ gì cả, chị van xin em đúng một lần này thôi, chị em sang đây em nói chuyện với chị một tí. Em sang đây một mình nhá. Lúc đấy là chị không kiềm chế được cảm xúc, thật sự là chị rất muốn xin lỗi em nên là bây giờ chị muốn em sang đây để chị xin lỗi em với cả chị muốn nói chuyện với em vài chuyện. Thì bây giờ em sang đây nhá, em đi sang đây một mình thôi nhá. Ui giời, có chuyện gì thì nói luôn trên điện thoại đi. Nhà tôi bao nhiêu việc ra, bao nhiêu việc lo. Tôi phải cái người rảnh đâu mà. Thôi em giúp chị, em sang nhà chị một tí thôi, đúng một tí thôi, chị có một chuyện muốn nói với em, thật sự là chuyện này rất là quan trọng ấy. Em sang đây nhá. Thôi không sang đâu nhá, thế nhá. Ừ, nó có máy luôn rồi. Ê, bạn thấy đây, bây giờ nó không sang đâu, nó không nghe đâu. Bây giờ không biết kiểu gì, bây giờ gọi nó không nghe. Em bảo bây giờ tiền nong thật sự nhà tớ không cần cái gì nữa rồi, tớ chỉ cần là nó rút đơn kiện thôi, chứ bây giờ nó có bảo nó rút đâu, nó còn không thèm gặp mặt mình như thế này. Thế nó thắng một câu. Nó được các bạn. Thôi bây giờ bạn cứ để xem tí nhá, nó suy nghĩ nó sang thì sao bạn. Bây giờ nó bảo nó không sang rồi bạn ạ. Ôi bây giờ nó không sang thì tìm cách khác chứ biết làm sao đó bạn. Giờ tìm cách khác thôi chị ạ. Bây giờ nó mình gọi điện như thế nó sợ là nó tưởng là sang đây rồi là anh em mình lại đánh nó ấy. Hôm qua ấy, tại bạn với anh em nó sang đấy nó bảo nó nhẹ nhàng với nó thôi. Chị kiểu hôm qua nóng quá mà. Đánh nó làm gì? Chết thở rồi bạn ơi, giờ biết làm nào. Bây giờ ấy, không biết nào hay là mình sang đấy gặp nó đi. Bây giờ nó gọi nó không sang đây thì biết làm sao được. Thôi bây giờ tớ phải đi bảo tớ theo xem tớ tìm cách đơn nữa đâu. Thôi bây giờ tìm cách thôi. Ông Ngọc à, nó sang đây bao nhiêu chuyện. Tao không tính sao đâu mà tao đi qua đây thì tao tiện tao bảo sang đấy. Cảm ơn em vì em đã sang đây ấy. Có chuyện gì lớn luôn đi. Thôi em vào đây nói chuyện đi. Em vào đây em ngồi uống nước. Đi vào đây lấy tớ uống nước. Có chuyện gì nói đi. Ngọc ơi, bây giờ là cái chuyện này thì chị rất là mong bây giờ là chị lo được ít tiền, chị gửi em cầm giúp chị. Bị ngay mà đừng có đứng bỡ. Cầm giúp chị Thư đi. Thôi ra bao đồng tôm đấy đâu. Làm sao loạn toàn thẳng vấn đề đi. Thật sự là cái số tiền này chị rất là khó khăn chị mới có được. Nên là có được cái là chị muốn chị mang cho em luôn. Thôi em cầm chút cho chị chút chỗ này xong rồi là tôi viết hộ chị đơn kiện. Tôi không cầm đâu. Thà cái tiền này bà cầm nuôi Ngọc bà đi, tôi không cầm đâu.
Thôi thôi em thương cháu, em thương chị thì em cầm giúp chị xong rồi em. Thôi không cầm bao ra. Thôi bây giờ ấy. Không có nhận được gì cả. Thôi bây giờ Ngọc ơi, bây giờ ấy, ở đây mày có giáp đứng động người tao mà chả tao vừa. Nói chung là ở đây không có Dũng nữa, không có Dũng không có ai đâu bây giờ ấy. Em cầm thôi, số tiền này em đừng nó tao, đừng nó tao. Em giúp chị Thư đi bây giờ. Bỏ tay ra. Rút đơn kiện thả kiên ra. Tao không anh mới. Tao không có rút đơn kiện, tao không nhận tiền mày đâu. Thả cái ra bao đồng mày để mà nuôi con mày đi. Thôi bây giờ suy nghĩ lại đi. Chị không nói cho ông Dũng biết. Chuyện này chỉ có mỗi chị với cả em với cả Bíp biết thôi. Tiền này thì em cầm giúp chị, em tiêu pha xong rồi là em giúp hộ chị đơn xuống cho anh Kiên anh về với chị. Thật sự là mấy hôm nay chị không ăn uống ngủ được. Chị chỉ sợ là anh mà vào trong đấy chị con chị nó khổ thân ra em ạ. Đâu đây xem nào, bao nhiêu đây? Đâu ạ? Chỗ này là 50 triệu em ạ. Có 50 triệu rồi à? Ừ, bây giờ... Ôi để tôi xem xét như nào. Bây giờ có mỗi 50 triệu này. Bây giờ giúp Kiên mới giúp Thư bây giờ cầm số tiền này. Lúc nào nếu mà rút đơn kiện ra rồi Kiên ra thì bọn tôi lại đưa tiền thêm cho. Đúng rồi, lúc đấy chị sẽ đưa thêm cần, tiền bà cầm đây. Có 50 triệu này không đủ tôi tiêu một ngày. Đi chưa? Còn á, tôi không cần tiền này đâu. Tôi chỉ cần muốn là Kiên đi tù thôi. Còn bà á, bà hôm trước bà đánh ai? Thôi Ngọc ơi, đừng có tưởng là ôi Mai Linh máu không khác lại đánh người khác đâu, bà nghe chưa? Thôi Ngọc ơi, xin lỗi Ngọc đấy. Chị xin lỗi em, chị biết là chị sai rồi. Bà đừng có thế, lúc nào bà cứ là sai. Hôm nay thì Linh không khác, được hôm sau lại đánh tôi. Có thể bây giờ chị ký giấy luôn là không bao giờ chị đâm chạm vào người em. Nếu mà chị đâm chạm vào người em thì á, chị bị phép luật hay là bị cái gì chứng trị cũng được. Ký giấy gì á, ai chả ký được, thôi tôi không cần. Rồi bây giờ Ngọc xin lỗi đi. Tiền này đi rồi, mày bỏ ra mà đừng có định tao. Chính là mày lấy tao đấy. Mày đừng có định mặt tao nghe chưa? Tao chỉ con. Ôi, có gì bỏ qua đi. Bây giờ Thư ấy cũng đã xin xỏ em như thế rồi. Có gì em thương tình Thư đang mang bầu ấy. Bây giờ em đánh Thư giờ cũng khổ rồi Ngọc ạ. Chị chỉ mong là em giúp đỡ chị cái đơn kiện ra thôi. Xin em lần cuối này thôi. Đánh bà được cái gì đâu. Xong bà ăn vạ. Bà kêu là cũng bán vạ ra đấy. Tôi lại dích việc ra. Bây giờ cứ nhận đi Ngọc. Bây giờ cứ nhận đi. Có gì nói thật ra là em cứ nhận đi rồi mọi chuyện sẽ không cho thằng Dũng nó biết đâu. Bây giờ chỉ có ba người biết thôi, hứa sẽ không nói cho thằng Dũng biết. Em cứ tiêu tạm chỗ này đi rồi chị sẽ thu xếp tiếp rồi chị gửi em. Em cứ thu đơn kiện ra rồi chị thu xếp em, chị gửi em thêm nhá. Thôi tiền này thì tôi nhận rồi, để tôi xếp xếp thì có gì em giúp chị. Có gì đút luôn đi Ngọc ạ. Chị nhờ em đấy Ngọc ơi, em giúp chị với nhá. Rút tiền về có gì Sài. Về có cầm lấy tiền có gì rút đơn kiện thả kiên ra giúp Tư với lại bác Phúc với nhá. Bây giờ ấy bác Phúc với Tư ấy giờ cũng khổ mấy ngày hôm nay rồi ấy. Giờ rất là khổ rồi, chỉ có chăm sự nhờ em với lại Dũng thôi. Trời, tưởng thế nào, chúng mày nói tao là thóc, hóa ra chúng mày chỉ là thóc thôi, còn tao là gà. Tao nhận tiền tao nhận rút đơn kiện đâu. Ôi kìa em ơi, thế là thế em ơi. Ngọc ơi mẹ rồi, bà nội thật là mất hết rồi. Mất hết rồi chị ơi. Mẹ có nặng đấy nhỉ. Thật là bao nhiêu tiền nó tích góp được, cái là mất hết sạch rồi bạn ơi, không còn cái gì nữa cả. Mẹ nó cứ nghĩ là nó cầm tiền xong là nó rút đơn kiện. Mà không ngờ nó có nặng, nó cầm tiền xong giờ nó có nặng quá rồi. Mất hết sạch rồi, không còn một tí gì nữa cả. Mấy ngày hôm nay á, tôi khó khăn, nó đi chạy vậy cho tiền. Đấy, bây giờ bạn đâu đấy. Phải là có được số tiền đấy cũng dễ đâu mà bạn. Vừa vay được một số tiền lớn như thế để lo cho Kiên. Mẹ không ngờ nó sang đây, mẹ nó không giúp được tôi, nó còn lừa nó hết số tiền đấy đi. Đúng rồi, nó quá khôn nặng rồi. Thôi bạn đi về nhà đi, để có gì tìm cách để chiều để sang đợi chị Thư vậy đi. Đi vào nhà đi. Đi vào nhà để chăm, để chiều tao em mất hết sạch rồi, không còn một đồng nào nữa. Nó lừa mình, mẹ cho nó khốn nặng đấy nhỉ. Tưởng nó nhận để đút chuyện ai nhỉ, nó cũng lừa luôn. Tưởng là nó nhận của tiền của mình thì ra, bây giờ nó lấy tiền xong nó lấy mất rồi, bây giờ mình làm thế nào được các bạn? Bây giờ đánh nó không đánh được. Bây giờ nó lấy xong ấy mà mình cũng không làm cách gì để lấy lại được mà bạn. Bây giờ tôi dại dột quá bạn ơi. Thôi chị đừng khóc nữa chị. Cũng do tới một phần tôi cũng nghĩ là cái cách đấy đưa tiền cho nó xong ấy, nó ham tiền xong là mẹ nó rút đơn kiện đâu. Sao nó khốn nạn đấy nhỉ? Nó không thương tình chút nào. Bây giờ nó có thương nữa đâu mà. Ôi bạn không chồng thương thì không được ra, đơn kiện thì không được rút, tiền thì mất. Thôi chị ơi, chị bình tĩnh đi. Để tìm cách khác thôi. Thì bây giờ dùng tiền không đưa được cho nó. Bây giờ nó không cần tiền nữa. Bây giờ phải có khi để sang gặp nó ấy. Gặp nó rồi nó chịu nó thôi. Bây giờ mình đưa tiền cho nó, mình
mình coi như là mình mất rồi mà bạn. Nó không đồng ý rồi thì làm nào mà lấy lại được. Giờ thiệt rồi, chắc giờ đưa tiền ngu rồi, đưa tiền cho nó thế này. Cái thật gì? Bây giờ biết làm sao thì bác cũng cũng chưa biết chuyện này đấy, đưa tiền cho nó xong nó chạy rồi. Bác mà biết được bác chửi cho rồi.